Chào tất cả các bạn đến với kênh Trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng Quốc canh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta Bạn có bao giờ tự hỏi xung quanh mình có bao nhiêu hướng dẫn tinh thần Trong chủ đề video này chúng ta sẽ xác định 10 loại hướng dẫn tinh thần mạnh mẽ nhất Những hướng dẫn tinh thần dẫn đường là những sinh vật tồn tại dưới dạng năng lượng rất lâu để hoạt động như một người hướng dẫn hoặc người bảo vệ cho một con người đang sống truyền đạt kiến thức của họ khi cần thiết những hướng dẫn tinh thần bao gồm các thiên thần hộ mệnh các bậc thầy thăng thiên các đấng giác ngộ và hơn thế nữa những hướng dẫn này có thể đã dành thời gian trên trái đất trước đây hoặc không tất cả chúng ta đều có một hướng dẫn tinh thần chính đây là thiên thần hộ mệnh của chúng ta ở bên bạn từ khi sinh ra cho đến khi chết hướng dẫn tinh thần chính này hướng dẫn cuộc sống và bảo vệ tinh thần của bạn họ đã được kết nối với bạn rất lâu trước khi bạn được sinh ra tuy nhiên bạn có quyền truy cập vào nhiều hướng dẫn tinh thần khác tất cả đều được thiết kế để giúp bạn đạt được mục đích cụ thể trong cuộc đời linh hồn của bạn những hướng dẫn tinh thần có thể đến và đi và chỉ ở lại khi bạn cần họ một câu hỏi được đặt ra là có những loại hướng dẫn tinh thần nào bạn cần tránh không không phải mọi hướng dẫn tinh thần đều như nhau có một số hướng dẫn tinh thần mà bạn có thể không muốn nhận lời khuyên đây là những sinh vật có độ rung động thấp không hẳn là độc hại về bản chất nhưng do sự không phù hợp giữa tần số năng lượng của bạn và họ họ có thể không biết cách phục vụ bạn theo cách tốt nhất có thể. Nếu bạn cảm thấy như thế, họ là một người tiêu cực, hoặc có tần số, hoặc độ rung thấp hơn tần số của bạn. Hãy ngắt kết nối với sự hướng dẫn của họ và chúc họ một lời tạm biệt nhanh chóng nhưng đầy tôn trọng. Và sau đây là 10 loại hướng dẫn tinh thần của bạn. Đầu tiên là hướng dẫn tinh thần cuộc sống hướng dẫn cuộc sống là thiên thần hộ mệnh ở bên bạn từ khi bạn sinh ra cho đến khi chết và họ đã chọn ở bên bạn để giúp bạn đạt được mục đích sống của mình cung cấp cho bạn tình yêu thuần khiết vô điều kiện và là những sinh vật có tính rung động cao họ hoạt động với tần suất cao hơn nhiều so với chúng ta để có thể truyền đạt kiến thức và trí tuệ của họ khi cần thiết họ không bao giờ rời khỏi chúng ta không giống như các hướng dẫn tinh thần khác hướng dẫn cuộc sống của bạn giống như người quản lý của tất cả các hướng dẫn tinh thần của bạn thứ hai hướng dẫn tinh thần thời gian hướng dẫn thời gian thần thánh nắm giữ kế hoạch tổng thể hoặc bản thiết kế cho cuộc đời bạn họ cho phép mong muốn và kế hoạch của bạn mở ra vào đúng thời điểm họ luôn làm việc để đưa ra những cơ hội tốt nhất và chỉ thúc nhất cho bạn vào đúng thời điểm tùy thuộc vào những gì bạn đã sẵn sàng đây cũng là những hướng dẫn giám sát tính đồng bộ vì vậy nếu bạn thấy những con số hoặc mẫu số lặp đi lặp lại bạn nên cảm ơn những hướng dẫn này bây giờ sẽ là thời điểm tuyệt vời để nghiên cứu ý nghĩa của những con số này nếu bạn chưa biết hãy làm như vậy có một thông điệp trong đó dành cho bạn thứ ba hướng dẫn tinh thần chiến binh và bảo vệ hướng dẫn tinh thần chiến binh và bảo vệ hoạt động như vệ sĩ riêng của bạn nhiệm vụ của họ là bảo vệ bạn về mặt thể chất tinh thần và tâm hồn mặc dù thường thì nhiệm vụ của họ là bảo vệ bạn trước các cuộc tấn công tâm linh chiến binh là những hướng dẫn vô cùng giác ngộ những hướng dẫn đánh giá tất cả những hướng dẫn tinh thần mà bạn nhận được và giúp bạn lọc ra những lời khuyên hoặc hướng dẫn có thể khiến bạn lạc lối khỏi mục đích cao cả hơn trong cuộc sống của bạn đây là những hướng dẫn có nhiều khả năng gửi cho bạn cảm giác khó xử trong ruột có gì đó không ổn thứ tư hướng dẫn tinh thần sáng tạo hướng dẫn sáng tạo là những thiên tài nghệ thuật giúp mở mang trí tưởng tượng và sự sáng tạo của bạn các hướng dẫn sáng tạo khuyến khích bạn nhận ra và sử dụng tài năng của mình kỹ năng và khả năng của tâm hồn mình cho những điều tốt đẹp hơn điều này chỉ áp dụng cho các nghệ sĩ nhà văn hoặc các vai trò sáng tạo truyền thống họ có thể giúp bạn tìm ra giải pháp sáng tạo cho hầu hết mọi thứ nếu bạn đang muốn tạo dựng sự nghiệp từ niềm đam mê và khả năng nghệ thuật của mình thì họ cũng rất tuyệt vời khi cung cấp cho bạn những ý tưởng thiết thực về cách thực hiện điều đó thứ năm là hướng dẫn tinh thần gác cổng những hướng dẫn này cực kỳ quan trọng vì họ nắm giữ mọi thứ đã xảy ra trong quá khứ hiện tại và tương lai và hoạt động như một vệ sĩ thứ hai sau các chiến binh hướng dẫn tinh thần gác cổng cung cấp sự bảo vệ về mặt tâm linh và thể chất cho tất cả những người giao tiếp bằng tinh thần họ giống như một người bảo vệ chỉ cho phép năng lượng rung động và yêu thương cao vào cuộc sống của bạn thứ sáu hướng dẫn tinh thần giáo viên hướng dẫn tinh thần này ở đây để dạy bạn một bài học và hướng dẫn bạn trên con đường của mình các giáo viên thường rất khôn ngoan và thực tế họ có thể đến với bạn trong những giấc mơ thiền định hoặc để lại những dấu hiệu tinh tế xung quanh để bạn tiếp nhận mọi người thường sợ những hướng dẫn của giáo viên không phải vì chúng có hại hay độc hại về bản chất mà bởi vì chúng mang đến những gì mà chúng ta thường nghĩ là trải nghiệm tốt và xấu những trải nghiệm tồi tệ đó được trao cho chúng ta để thay đổi con đường để đánh giá lại tình hình hiện tại của chúng ta hoặc mang lại cho chúng ta một cái nhìn mới nếu chúng ta không đi theo con đường tốt nhất cho mình những trải nghiệm này có thể xuất hiện cho đến khi chúng ta rút ra bài học và thay đổi hướng đi thứ bảy hướng dẫn tinh thần vui vẻ họ vô cùng giàu trí tưởng tượng sáng tạo và hạnh phúc thường thúc đẩy trong những thời điểm cảm xúc mãnh liệt những hướng dẫn tinh thần này khuyến khích bạn nhìn thấy niềm vui mỗi ngày và hiện diện trong khoảnh khắc họ cũng khuyến khích bạn tìm kiếm những sở thích mang lại niềm vui cho bạn hướng dẫn tinh thần sức khỏe hướng dẫn chữa bệnh giúp chúng ta chữa lành trong thời gian căng thẳng và kết nối chúng ta với sức khỏe thể chất tình cảm tinh thần và tâm linh hướng dẫn chữa bệnh có thể đến với bạn dưới hình thức một bậc thầy thăng thiên rất có thể bạn đã gặp một hướng dẫn chữa bệnh trong đời mà không hề biết người chữa lành rất khiêm tốn và họ có thể không bao giờ tiết lộ con người thật hoặc hình dạng của họ cho bạn hướng dẫn tinh thần sinh vật thăng thiên là những sinh vật thăng thiên với phẩm chất rung động cao của sự bảo vệ hỗ trợ và hướng dẫn chung vì chúng là sinh vật của đất mẹ chúng vô cùng hòa hợp với thiên nhiên và giúp năng lượng của bạn luôn được duy trì thứ mười nếu ai đó trong gia đình bạn đã qua đời họ thường muốn hướng dẫn và giúp đỡ các thành viên nhỏ tuổi hơn trong gia đình tổ tiên dẫn đường không nhất thiết phải là người bạn đã từng biết họ có thể là tổ tiên từ vài thế hệ trước hướng dẫn tinh thần được gửi đến như thế nào đến mỗi người dựa vào kế hoạch chi tiết đầy năng lượng của bạn cấp độ thăng thiên và tuổi linh hồn của bạn và thỏa thuận trước khi nhập thể bạn thiết kế tràn đầy năng lượng của bạn giống như dna của linh hồn bạn điều khiến bạn có thể nhận diện được thế giới linh hồn nó bao gồm luân xa mạnh nhất của bạn và hào quang của bạn các loại linh hồn hướng dẫn bạn nhận được phụ thuộc vào tuổi linh hồn và mức độ thăng thiên của bạn nếu bạn là một linh hồn già đã sống nhiều kiếp bạn sẽ nhận được những bài học tương tự như một linh hồn mới và do đó sẽ cần những người hướng dẫn khác nhau để đồng hành cùng bạn trên hành trình của linh hồn nó giống như việc đọc các hướng dẫn nâng cao về một thứ gì đó biết rằng bạn chỉ là người mới bắt đầu và cần những hướng dẫn vì vậy các hướng dẫn sẽ phù hợp với bạn dựa trên tuổi tâm hồn của bạn một số hướng dẫn tinh thần đã thỏa thuận với chúng ta trong tiền kiếp để giúp chúng ta trên hành trình tâm hồn đây có thể là những người bạn kiếp trước hoặc những người chữa bệnh đây là hợp đồng linh hồn được ký kết trước khi bạn được sinh ra thậm chí có thể từ nhiều kiếp trước trên trái đất hướng dẫn tinh thần sẽ không bao giờ can thiệp vào ý chí tự do của bạn bạn có thể yêu cầu sự giúp đỡ của họ họ sẽ đưa ra lời khuyên hoặc hướng dẫn nếu bạn yêu cầu một cách có ý thức hoặc vô thức ví dụ trong giấc mơ của bạn, nếu bạn đang cần sự hỗ trợ hoặc muốn một số hướng dẫn, tại sao không yêu cầu một hướng dẫn tinh thần giúp bạn? Hãy thoải mái làm điều đó. Bạn cũng có thể thử thiền định, kết nối với hướng dẫn tinh thần của bạn. Các bạn có thể lắng nghe lại video về thiền chánh niệm của kênh đã chia sẻ ở danh sách phát để có thêm thông tin hữu ích. Khi đưa ra quyết định để những hướng dẫn tinh thần bước vào cuộc sống của bạn, sẽ là điều tốt nhất mà bạn đã từng làm thông qua chủ đề của video lần này quốc anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn ngoài ra các bạn có thể kết nối trực tiếp với quốc anh qua fanpage và qua zalo mà quốc anh có đính kèm bên dưới mọi video quốc anh trân trọng những cảm xúc đến từ tất cả các bạn quốc anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn chào tạm biệt và hẹn gặp lại